Khi mua chả tăng cương trên mạng không biết rõ nguồn gốc thì có khi mọi người sẽ mua được chả ngon và có khi mọi người sẽ không mua được chả ngon. Do đó biết rõ nguồn gốc rất là quan trọng đấy cả nhà ơi. Tại vì mọi người sẽ biết là họ chăm sóc chả như thế nào và vườn chè của họ có phải là vườn chè ngon hay không, bên cạnh đó thì họ có kinh nghiệm làm chè lâu năm hay không để cho ra những cánh chè ngon và chất lượng. Và hôm nay em sẽ giới thiệu vườn chè ta trong du cổ nhà em. Mọi người thấy đi, giữa hai giống chè ta cổ và giống chè mới hoàn toàn khác biệt nha mọi người. Giống chè cổ thì hương vị nó sẽ thậm đà hơn, do đó khi mà mọi người mua chè tân cương mà được làm từ giống chè ta trong du cổ thì mọi người sẽ thấy hương vị hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh đó thì khi mà được chăm sóc hoàn toàn hữu cơ thì nó cũng sẽ khác biệt hơn so với khi mà chăm sóc bằng phân vô cơ, thuốc hóa học. Hương vị sẽ đậm đà hơn và rất là an toàn sức khỏe khi sử dụng. Và chè cũng như là món ăn, nếu người đầu bếp giỏi thì sẽ cho ra món tuyệt vời, còn nếu như người nấu ăn không ngon thì chỉ gọi là bà nội trợ thôi ạ. Anh em với đội ngũ nghệ nhân giàu kinh nghiệm từ cái việc chăm sóc cây chè, cho cây chè luôn xanh mướt, không có sâu bệnh hại và đạt tiêu chuẩn. Và cái hái chè cũng vậy, phải có rất là nhiều kinh nghiệm thì mới hái lá chè không bị gãy, không bị dập nát, thu hái đúng độ tuổi của lá chè để đạt đúng chất lượng chè thành phẩm. Và đặc biệt là đánh khâu sau và chế biến, đây là khâu cực kỳ quan trọng quyết định là chè có ngon hay không. Sao phải sao ra được cánh chè ngon, xăng đều, xanh đen, nước chè thì màu vàng sáng, hương thơm cốm, vị hậu ngọt thì đậm đà, thì mọi người hoàn toàn yên tâm khi dùng thử sản phẩm chè bên em nhé. Mọi người sẽ nhận được đúng chất lượng và đúng như cam kết ạ. Giữa một bên là mua chỉ biết về giá và một bên là mọi người biết hoàn toàn tất tần tật về các từ khâu chăm sóc cây chè cho đến khâu thu hái, sau chế biến, bảo quản và đóng gói, thì mọi người nên chọn nơi nào ạ? Nơi nào được cam kết về sức khỏe, được cam kết về chất lượng thì mọi người nên mua đúng không ạ? Nếu vậy thì hãy liên hệ ngay cho em nhé để có những gói chè ngon và chất lượng ạ.